Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình làm cái học này để mai mình gửi chip cho anh em ở trong bến xe ngã tư ga đây. Số điện thoại. Điện thoại của anh đây. 0356804139. Em anh ở trong Sài Gòn. Bến xe ngã tư ga. Đó, sáng mai em gửi. Số điện thoại của em đây nhá. Đây, hai số điện thoại của em đây. À, đây là em mình nhận ship chim Bắc Trung Nam cho anh em. Miễn là có xe chạy qua đây, cái xe em chị gái em vẽ đéo. Con gà trống. con chim thì con gà. Alo. Vâng. Dạ. Vâng, đây em đang làm video hai cái học để mai gửi đi cho anh đây. Vâng. Dạ. Dạ. Bên trong thì vẫn như mọi khi thì hai cống hai bên. Một học bên này cũng thế, tại vì em gửi hai con thì em sẽ làm học liền như này thì đỡ tốn tiền anh em nhận cước. Ví như em gửi một học này thì vào trong bến xe họ sẽ lấy 200 tiền cước, mà hai bên này thì họ trong vẫn lấy 200.000 tiền cước, họ không lấy hơn, tại vì là gửi một học mà một người nhận. Còn nếu mà gửi hai học đấy kia nó lại không gọn đó, trong hai cái này cũng gọn nhẹ đó. Thì tí nữa em cho chim vào luôn thì để sáng mai gửi chim sớm. Còn đây anh em nhé, số điện thoại đây. Anh em mà chưa tin tưởng mình thì cứ gọi số điện thoại này, thì hoặc là những cái số mình đăng lên đấy, gọi điện cho mọi người thì khác biết mình là ai và có nên tin cậy không. Đó, mình quê Vĩnh Phúc nhá. Mình quê Vĩnh Phúc. Đây kênh của mình đây. Kênh của mình đây nhá. Vũ Trọng. Đó. Một thời gian vừa rồi in cái này thì là 6.735 người đăng ký, nhưng bây giờ là hơn 8.000 rồi. Hơn 8.000 người đăng ký. Đó. Bên trong thì cái này em in sẵn này. Bên trong có chim, xin nhẹ tay cảm ơn. Mình gửi Đỗ Trọng. Rồi, ok. Anh em nào mà thấy kênh của mình hay, tin tưởng nên đăng ký kênh của mình để nhận những cái buổi hay nhất nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Đừng có nhìn anh vẽ cái ô tô ở đây. Vẽ chim thì con gà trống.